Tại bờ tôi chiến kính chào cô chú anh chị các tỉnh gần xa. Sáng hôm nay là ngày 13 tháng 3 năm 2023. Bò em chuẩn bị lên xe giao cho khách ở Củ Chi, một lô bò đứng phía ngoài. Còn ba con thì về Bình Triệu Bến Tre. Tuyến đường giao luôn cho anh chị này ở Bình Triệu Bến Tre. Chốt xong rồi giờ giờ đi giao. Mời cô chú anh chị các tỉnh gần xa dự tính nuôi bò đến trại em xem cùng tham khảo. Xem xét thấy chuồng chốt bò em xe nhà giao tận nơi. Nhà bò chuẩn bị lên xe giao khách Bình Triệu Bến Tre với lại khách Củ Chi. Tại bò em liên tục về trại gồm có ba bê Pháp Kem. Bò về trại rất là đông luôn, gồm Pháp Kem, ba bê. Giá rất là mềm luôn chị. Địa chỉ của trại em là lộ 19 gần nhà thờ Dòng Dầu. Anh chị có thời gian đến với trại xem, còn không có điều kiện thời gian đến với trại thì trại bò em nhận qua Zalo anh chị xem. Yeah.
con ở Thành Triệu luôn. Nhanh lên. Con bê hai kem. Con nó đủ rồi, nó gì vậy?